Bánh mì mọi, đây là một trong những món ăn tập thể rất là vui. Mọi người đã từng thử món này chưa? Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho mọi người một cái cách làm một cái loại bánh mì mà gọi là bánh mì mọi. Nói đơn giản như thôi, tức là trong nhà bạn có bất kỳ một loại rau gì, ví dụ hôm nay mình có rau ngổ, mình đem mình thái mỏng cái rau ngổ này đi. Nếu mà mọi người thích ăn cay thì mọi người có thể thái thêm một ít ớt giống như mình đó, làm ấy. Cái rau ngổ hoặc rau ngò, nói chung rau nào trong nhà bạn có cũng được, đừng có tự làm khó mình nha, bất kỳ loại rau nào cũng được. Rồi sau đó chúng ta sẽ bỏ cái hỗn hợp rau ngổ với lại cái ớt này vào trong một cái khay. Việc tiếp theo đó là chúng ta sẽ làm cái nước sốt. Nước sốt thì rất là đơn giản, đầu tiên là nước tương, một trong những loại gia vị mà mình nghĩ rằng là bếp nhà bạn nào cũng có đúng không? Đó, mình cho nước tương vô. Do mình ăn khoảng mười mấy người cho nên là mình cho nó hơi nhiều nước tương, còn nếu mà gia đình bạn ăn ít thì bạn có thể cho ít thôi. Nói chung là mình có thể làm định lượng hai cái trứng bằng nửa cái muỗng nước tương cũng được, tùy theo mọi người nha. Rồi tiếp đó là mọi người sẽ cho những cái hỗn hợp mà như sau. Thứ nhất là tương ớt. Tương ớt là một trong những cái thứ rất là dễ ăn mà gia đình nào cũng có, cho nên mình chia sẻ cho mọi người để mọi người có thể dễ dàng làm món này hơn. Rồi cho tương ớt vô, sau đó mình sẽ nêm bột ngọt nè, rồi mình nêm đường, nêm muối, nói chung là nêm cái gì mà bạn thấy cảm thấy cái vị vừa ăn theo cái khẩu vị của gia đình bạn là được ha. Cái này cho mười mấy người ăn cho nên định lượng hơi nhiều nha. Rồi chúng ta sẽ đánh cái hỗn hợp này lên cho nó sệt sệt lên lên ra như thế này đó, nó hơi nhức 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 nhức. Liên tưởng ha. Rồi sau khi mà nó được cái hỗn hợp như thế này rồi thì cái món không thể thiếu ở đây đó là trứng gà. Trứng gà thì chắc là mình nghĩ rằng là nhà nào cũng có đúng không? Các bạn sẽ lần lượt đập hết toàn bộ trứng. Chúng ta sẽ lần lượt đập hết toàn bộ trứng vào ở trong cái khay này. Và lưu ý là chúng ta có thể để nguyên cái chồng đỏ chứ không hạn chế tối đa cái việc làm cho nó nát ra. Lý do tại sao khi các bạn ăn con sẽ cảm nhận được cái việc mà đó, xót cái vỏ trứng này, lười bóc ra quá. Đó, chúng ta sẽ đập hết toàn bộ cái trứng này vô. Sau khi mà bạn đấy, bạn có thể dùng cái muỗng chúng ta đánh cho cái lòng trắng nó hơi tơi tơi ra để nó hòa nhịp vào cái nước sốt á cho nó vừa hơn, còn nếu không thì chúng ta ăn thì sẽ có chỗ mặn và chỗ lạt đó. Sau khi cái hỗn hợp này chúng ta đã xong rồi đó thì các bạn cứ đánh lần lượt cho nó hết. Đây là một trong những món mà mình nghĩ là ăn sáng rất là dễ nha. Nói chung là nếu mà các bạn công ty tập thể hoặc là gia đình đông người mà ăn sáng mà không có thời gian á, chúng ta làm món này rất nhanh, chưa tới 5 phút là chúng ta đã có được một cái món ăn rất là ngon mà mọi người không tin thì có thể dùng thử. Tại vì công ty mình hay ăn lắm, bữa nào rảnh rảnh hoặc là kiểu mà mấy bạn đi sớm hay là mấy bạn sẽ hay ăn. Hôm nay thì công ty mình đang sửa lại cái văn phòng một xíu do mùa này cũng đang có thời gian cho nên cho sửa lại văn phòng. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ cho dầu ăn vô ha. Dầu ăn chúng ta đảo cho nóng thiệt nóng, xong bạn sẽ múc cái hỗn hợp này vô đó, chúng ta chan lên và chúng ta đảo cho nó xung quanh. Không phải là chúng ta chiên trứng nha mọi người, chúng ta làm ra một cái hỗn hợp nước nó hơi sệt sệt giống như kiểu mà mình kho cá kho thịt hay nước pate á, đại loại là vậy đó. Đó, rồi chúng ta sẽ dùng cái hỗn hợp này, và một trong những thứ rất là vui đó là đồng bọn. Chúng ta sẽ có nguyên một đồng bọn có thể thưởng thức được cái món này, ăn rất là vui. Một người ăn cũng được nhưng mà ăn tập thể rất là vui, bởi vì cái món này ăn nó hít hà. Nếu mà mọi người thích ăn cay thì bỏ vô. Nếu mọi người không tin mình đó, mọi người thử trải nghiệm món này đi. Một trong những món mà mình nghĩ rằng là rất là dễ ăn và cũng như là phù hợp với lại người Việt Nam mình, đó là ngủ dậy trễ, lười và không có thời gian nhưng mà lại thích ăn trứng đó. Nhưng mà nói chứ ăn vừa thôi nha, trứng ăn nhiều quá cũng sẽ không tốt. Rồi hôm nay là bên mình đang tiến hành sửa lại cái văn phòng để cho nó gọn gàng hơn, cũng đang ngổn ngang nhưng mà xong rồi cũng đói bụng quá cho nên làm ra sẵn quay clip lại chia sẻ cho mọi người luôn. Cảm ơn mọi người rất nhiều nha. Mình là Sam Anh Tứ, chuyên chia sẻ những clip hậu trường về nghề trang trí cưới do chính mình làm. Một lần nữa cảm ơn tất cả các bạn trong thời gian vừa qua đã đồng hành cùng với những clip của mình, và hy vọng rằng là các bạn sẽ luôn yêu thương và đồng hành cùng với kênh mình. Mà nhớ này, ai mà có làm cái món này rồi thì quay lại cho mình biết với nha. Với là ai mà chúng ta cảm thấy có cái món nào ngon hơn thì có thể bình luận chia sẻ cho Tứ, hoặc là mọi người có thể góp ý cho Tứ về cái món này như thế nào nha. Còn nếu mà ai làm rồi thì cho anh biết góp ý là mọi người ăn có ngon không nha. Cảm ơn cả nhà và hy vọng mọi người sẽ thực hiện ạ. Diễn sau vô xíu để coi clip coi nè. Sao mấy chị? Là sao?